tôi thử nào. Tôi to mãi chừa cái game à. Hello anh em, chào mừng anh em đến với Mi Game Play. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục hành trình của tôi tại tựa game Knockfruit anh em ạ. Và như anh em thấy ở trên màn hình thì tôi chuẩn bị đặt chân qua đến vùng biển thứ hai rồi. Tôi chỉ còn một level nữa thôi là tôi sẽ qua được đến vùng biển thứ hai. Để cho cái hành trình qua vùng biển thứ hai của tôi nó thuận lợi thì anh em để lại một nút đăng ký phía dưới giúp tôi nhé. Đăng ký càng nhiều tôi càng có nhiều động lực. Đó là những biểu hiện của sự lươn lẹo. Và khi mà nhân vật của tôi càng mạnh thì tôi lại càng có nhiều nội dung cho anh em xem. Đấy, nên là ấn đăng ký mạnh giúp tôi anh em nhá. Rồi, chỉ còn vài con nữa thôi là tôi hoàn thành được cái nhiệm vụ này và tôi sẽ chính thức đặt chân qua cái vùng biển thứ hai. Hiểu sao trong lòng tôi nó cứ nôn nao anh em ạ. Tôi mong chờ cái ngày này lâu lắm rồi anh em. Cuối cùng thì tôi cũng đã hoàn thành được một cái mục tiêu đầu tiên trong cuộc đời của mình, được đặt chân qua vùng biển thứ hai. Đây rồi, đây rồi. Ừ, bạn đã sẵn sàng đến với thế giới tiếp theo chưa? Và tôi đang trên đường đến nhà Ngọc đây. Và tất nhiên là khi mà qua đến vùng biển thứ hai thì tôi biết là cái bản thân tôi nó rất là yếu. Nói thật, mặc dù là tôi đang làm chùm biển thứ nhất nhưng mà qua biển thứ hai tôi như cá con luôn, nên là tôi có được sự hộ thuẫn của một mi fan trung thành anh em ạ. Đấy. Rồi, nói chuyện. Non Sở Quan đã tẩu thoát. À bây giờ mình phải đi đến, đang trốn ở Đô Đốc Băng, tại ngôi làng băng à. Vậy là mình phải qua làng băng à, đảo băng à. Đi thôi. Cái gì nữa đây? Ôi tôi nhìn cái thằng khổng lồ này tôi thấy có điểm không ổn rồi anh em ạ. Ôi, cho em làm nhiệm vụ các anh ơi. Có thì tôi xuống nghênh chiến nó luôn anh em. Mày đánh đúng độ tao. Mày đánh đúng độ tao. Mày lì. Ấy da, kinh quá nhở. Tôi chưa bật BB anh em ạ. Ôi, cái vẹo đâu. Thôi đồng đội tôi đi rồi. Ôi đồng đội tôi đi rồi anh em ạ. Thôi. Nào, à mở cửa này à. Mở. Ôi chết rồi, tôi rớt chìa khóa rồi. Vừa nãy tôi bị nó đánh rớt chìa khóa rồi. Rớt key rồi. Trời ơi, đen vậy. Về lấy key lại thôi anh em ạ. Nào, lấy lại cái chìa khóa đấy. Phiền thật sự. Thề. À, đây là cái thằng này đây à. Thằng đô đốc gì đây đúng không? Từ. Bố láo. Tao bật haki quan sát lên. Mày làm gì được tao? Nào đánh hộ tao cái. Ây da. Trời ơi, mấy thằng boss ở biển 1 này bây giờ nó là tôm tép thôi anh em. Bạn bị tin rồi. Nhưng nói chung là nhiệm vụ của tôi là phải qua vùng biển thứ hai để truy lùng thằng Sở Quan. Thằng này tôi nghĩ chắc nó là nhân vật Do Flamingo ở trong One Piece đúng không? Rồi bây giờ tôi được qua biển thứ hai chưa? Đang ở Second Sea rồi. Ê, tôi thấy cái gì trên biển này anh em? À cái đây giống thuyền của anh ấy thế nhở? Thuyền này hơi nhỏ. Thuyền của anh ấy anh em ạ. Ui kinh vãi. Ui thuyền của anh ấy. Ui thuyền này nó phải chạy nhanh gấp đôi cái thuyền kia ấy. Thật. Được quá nhở. Cái thuyền này làm sao để có vậy anh em? Anh em nào biết cách làm sao để có cái thuyền này để lại dưới phần bình luận giúp tôi nhá. Này thuyền này tôi nhặt được thôi. Ôi thuyền này bố đời quá. Đây, Midtown đây rồi. Kinh, ở bên kia lại có đại chiến người khổng lồ nữa kìa. Tốt nhất là tôi nên né mấy tụi này ra anh em ạ. À đây. À nói chuyện với anh này là chúng ta sẽ qua được biển 2 đúng không? À, có. Đi thôi. Amazing, good job em. Đây rồi, cái khoảnh khắc mà tôi đã chờ đợi bấy lâu nay. Tất nhiên là vẫn là hải tặc rồi. Cuối cùng thì tôi cũng qua được biển 2 rồi anh em ạ. Nào đi học võ.
tôi sẽ không làm kiếm sĩ nữa, tôi trở thành đấu sĩ thôi. Là xài kiếm chán rồi anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi phải đổi gió một tí. Ở đây là chúng ta sẽ có võ gì đây? Dark Step à? Dark Step là võ gì? Nào, tát cước của chúng tôi này. Kinh quá. À đây là chiêu của Sanji anh em ạ. Nhưng mà sao nó yếu thế nhở? Tôi đánh tôi thấy nó không có bao nhiêu đam cả. Ê, đánh. Ôi giời ơi, đồng đội tôi ăn rồi, tôi không được cái gì rồi. Tôi phải là người chính tay, tự tay tôi phải giết. Cái Dark Step cùi quá anh em ạ. Tôi học võ khác thôi. Sức mạnh của điện. À đây là võ điện anh em. Lôi quyền. Nào. Ấy da. Nó cũng hiếu anh em ạ. Sao có hiếu thế nhở? Cay tươi nhở. Em xưa tôi sai kiếm mạnh mẽ biết bao. Chẳng lẽ tôi lại thua thằng này. Chẳng. Này võ cuối cùng nha. Tôi nghĩ là hai cái môn võ kia không hợp với tôi rồi. Đây là Kung Fu người cá. Nào sao. Đấy là tôi nghĩ là Kung Fu người cá có vẻ hợp mạnh tôi đấy. Nice. Mà tôi thắc mắc là tại sao đồng đội tôi biến to thế nhở? Quái đánh thấp máu thì anh chạy ra chỗ khác. Đừng để chết nha. Ồ ok, ôi rồi, em yên tâm, anh mạnh lắm. Đi thôi. Đây. Bây giờ tôi sẽ đi thức tỉnh cái trái ác quỷ của tôi anh em ạ. Tôi phải biến to như đồng đội của tôi luôn. Úi dồi kinh đấy. Tôi cũng biến lên tôi chơi luôn chứ. Nào, tụi mày vào đây. Úi dồi mấy cái con crep con ấy thì nhằm nhò gì. Úi dồi ôi. Tụi này đơn giản thôi em. Vậy mà vừa nãy đồng đội tôi lại kêu là tụi này mạnh lắm. Vãi trường. Nó đánh tôi như muối đô inox ấy mà. Nhưng mà bởi vì tôi cũng là một con người có trách nhiệm ấy. Bởi vì đây là tôi đi thức tỉnh cho bản thân tôi. Nên là tôi không thể để đồng đội tôi làm hết mọi việc được. Đấy. Anh em trông thế thôi chứ tôi gây đam nhiều phết đấy. Ôi đồng đội tôi kêu tôi ở lại anh em ạ. Đảo cuối nguy hiểm lắm. Ôi em ơi. Thế thì em đi cẩn thận nhá. Anh cũng chả biết làm gì hơn. Anh chỉ biết đứng đây tiếp sức cho em bằng lời nói thôi em ạ. Đi cẩn thận nhá em. Ôi dồi ôi. Tôi biết là tôi không thể nào mà qua bên kia và nghênh chiến được rồi. Để tránh làm ảnh hưởng đến thành tích của cả đội thì tốt nhất là tôi nên ở đây quan sát từ xa. Tiếp sức mạnh đồng đội, vẫn tiếp sức mạnh tình bạn cho người đồng đội của tôi. A few moments later. Tôi có cảm giác bất an trong người quá. Tôi phải qua hỗ trợ đồng đội tôi thôi. Tôi thấy nó hơi lâu anh em ạ. Em ơi, anh qua đây. Thế mới là hảo hán chứ. Anh đến với em đây em ơi. Cố lên đi em. Đây à. Thôi anh em ạ. Tôi lại thấy sẽ bất an hơn khi mà tôi xuất hiện ở bên cái đảo đấy. Vòng về thôi. Quay xe thôi. Tôi thấy hơi kinh. Tôi chưa kịp đến nơi, tôi bị ảnh hưởng bởi cái aura thôi. Tôi mất một khúc máu rồi. Tôi cố gắng lên em nhá. Anh lại tiếp tục ở đây để cổ vũ cho em. Xong chưa? Đây. Ui dồi ôi. Nào thức tỉnh thôi. Cái này nó gọi là sức mạnh tình bạn anh em ạ. Anh em thấy không? Sức mạnh tình bạn là mạnh nhất. Bây giờ thì tôi thử nào. Tôi to mãi chừa anh em ạ. Bây giờ anh mạnh vờ lờ luôn. Úi dồi ôi, mạnh vờ lờ luôn thì tôi lại phải đi tìm hàng để tôi test thôi kìa. Này thì đùa với tao đâu. Tôi muốn test sức mạnh của tôi. À có một thằng cờ rẹp cho tôi. Ây à, ui nó cũng biến to được à, kinh quý nhở. Nào solo bạn, vào đây, bật hack đi lên. Đánh tao đi, đánh
sao mày ngu thế hả? Sao tôi vẫn yếu nhỉ? Ôi dồi, thôi, để cho châu bò đánh nhau thôi, chứ bây giờ tôi cũng chả biết phải làm gì can thiệp vào trận đấu này nữa. Thôi ok, hôm nay đến đây thôi anh em nhá. Tôi nghĩ là chắc là tôi sẽ lại phải quay lại với công cuộc cày cuốc ở cái vùng biển này thôi. Và chúng ta sẽ gặp lại nhau ở một video tiếp theo của Mi Gameplay. Tất nhiên là cái hành trình của tôi nó vẫn còn rất là dài rồi, nên là để tiếp tục ủng hộ cho cái hành trình này của tôi trong Lockfood thì anh em đừng tiếc với tôi một cái nút đăng ký kênh anh em nhé. Cảm ơn anh em đã theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video tiếp theo. Yeah.